Làm sao để chạy quảng cáo bán hàng hiệu quả trên nền tảng về TikTok thì đây chính là những cái thứ, những cái điều mà anh chị em cần chuẩn bị trước khi tham gia vào cái cuộc chơi chạy quảng cáo, để tránh những trường hợp mà anh chị em bỏ tiền ra nhưng không ra đơn hoặc là ra đơn rất là ít, dẫn đến cái chi phí mà anh chị em bỏ ra cho quảng cáo nó rất là cao. Thì bản chất của quảng cáo chính là việc là nó đưa video, đưa live stream hay là đưa cái sản phẩm của mình đến nhiều người xem hơn. Thì còn cái việc là khách hàng có ra quyết định mua hàng hay không thì nó phụ thuộc vào yếu tố liên quan nội dung và sản phẩm của mình rất là nhiều anh chị em nhé. Trước khi chạy quảng cáo này thì anh chị em cần chuẩn bị cho mình những yếu tố như sau. Thứ nhất là liên quan nội dung này. Nội dung khi mà anh chị em làm video hay anh chị em live stream để anh chị em chạy quảng cáo thì cái yếu tố đầu tiên nó cần phải có yếu tố con người. Bởi vì yếu tố con người thì nó sẽ dễ dàng tiếp cận đến cái cảm xúc, dễ dàng cho cái khách hàng với cảm xúc để cho người ta dễ dàng ra quyết định của mình hơn. Nên anh chị em phải là làm video về con người của mình và tránh quay những video nó chỉ dí nguyên vào sản phẩm không thôi anh chị em nhé. Đấy là yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai là liên quan việc là video của anh chị em làm ấy thì nên làm cho mình những dạng video về bên hướng dẫn sử dụng sản phẩm, trải nghiệm sản phẩm hoặc là test sản phẩm, để giúp cho khách hàng làm sao giải quyết một cái vấn đề quan trọng. Một cái từ khóa đây mình muốn nhấn mạnh đến anh chị em là gì? Là cái video của mình, cái sản phẩm của mình ấy là nó phải làm sao? Nó phải giúp cho khách hàng giải quyết một cái vấn đề. Bởi vì là giải quyết nỗi đau thì khách hàng sẽ dễ ra quyết định mua hàng của mình hơn anh chị em nha. Còn nếu mà trường hợp anh chị em chạy quảng cáo live stream thì mình phải tổ chức ra những cái mini game. Để cái yếu tố quan trọng để cho live stream của mình nó có lên được ấy, thì nó phải làm sao? Nó phải mini game để giúp cho giữ chân người xem. Nó giữ chân được người xem tốt thì cái live stream của mình nó mới lên được. Và ở thời điểm hiện tại thì mình đang thấy rằng là cái hàng liên quan live stream này nó vẫn đang đi theo một cái thuật toán này xu hướng rất là nhiều. Nên mình cũng như rất là nhiều anh chị em học viên của mình ấy cũng có đổ tiền vào quảng cáo live stream rồi nhưng mà nó không lên được mấy. Nếu mà anh chị em có tập trung vào chạy quảng cáo thì anh chị em cứ tập trung giúp mình là gì? Ở thời điểm hiện tại anh chị em cứ tập trung giúp mình là hàng chạy quảng cáo qua video anh chị em nha. Đấy là cái yếu tố liên quan việc nội dung này. Thứ hai là liên quan cái sản phẩm mà anh chị em nhà mình chạy ấy. Sản phẩm thì anh chị em mình chạy, chú ý cho mình cái điều đầu tiên đấy là liên quan việc là hình ảnh sản phẩm. Anh chị em đừng có chụp một cái hình ảnh sản phẩm nó trần trụi ra không thôi, mà mình nên làm những hình ảnh sản phẩm nó đi kèm với gì ạ? Đi kèm những chương trình khuyến mãi, những chương trình hỗ trợ này, hay những cái công dụng, những cái hướng dẫn sử dụng sản phẩm, hay là những cái kết quả của khách hàng, để tăng cái tỷ lệ chuyển đổi khi mà khách hàng bấm vào trong cái giỏ hàng tiếp shop, bấm vào trong cái sản phẩm của mình để người ta xem sản phẩm của mình anh chị em nhé. Thì nó có một công cụ là Canva để giúp cho anh chị em làm hình ảnh ấy, thì anh chị em cứ vào trong kênh TikTok của mình có video hướng dẫn sử dụng Canva làm hình ảnh rất là đẹp anh chị em nhé. Tiếp theo cái thằng thứ hai đấy là thằng liên quan lượt bán, lượt đánh giá. Cái sản phẩm của mình thông thường khi mà mình mới chạy quảng cáo hoặc là anh chị em mới live stream không, nó có người xem không? Có, nhưng mà quay đi quay lại là chạy quảng cáo rồi, live stream bán hàng rồi, có người xem nhưng không bán được hàng. Bởi vì sao? Cái sản phẩm của mình nó chưa có lượt bán, chưa lượt đánh giá thì khách hàng người ta vào người ta thấy làm sao? Là người ta khó đặt niềm tin ở sản phẩm đấy, nên là cái tỷ lệ mà người ta rời đi rất cao. Nên trong cái quãng thời gian đầu, nếu sản phẩm của anh chị em nhà mình chưa có lượt bán, chưa lượt đánh giá thì anh chị em có thể nhờ một vài người bạn bè, người thân của mình vào mua đặt hàng cho mình. Nhưng chú ý khi nhờ bạn bè, người thân này, đấy là gì? Là họ phải ở cách xa mình ít nhất là từ 3 đến 5 km đổ lên. Nên sử dụng cái mạng di động của họ ấy và vào trong video, vào trong live stream của mình mua xem trước xong bắt đầu mới đặt hàng anh chị em nhé. Nhớ là phải xem xong mới đặt hàng, tránh trường hợp là họ vào bấm vào trong kênh đặt luôn là bị vi phạm, là tạo đơn ảo ngay anh chị em nhé. Tiếp theo, yếu tố thứ ba là mình cần tạo ra những chương trình khuyến mãi về sản phẩm. Có thể là gì ạ? Ví dụ mua sản phẩm A được tặng kèm thêm một cái sản phẩm B, nó liên quan đến cái gì ạ? Liên quan sản phẩm của mình, ví dụ như là mua giày được tặng thêm gì? Mua giày được tặng thêm tầm 2 đến 3 đôi tất nữa chẳng hạn, đúng không nhỉ? Và bên cạnh đấy anh em cần tạo cho mình một cái chương trình khuyến mãi chớp nhoáng. Nó có một cái khung thời gian giật lùi thì cũng sẽ giúp cho cái việc là chạy quảng cáo bán hàng qua video của anh em nhà mình cũng được hiệu quả hơn anh em nhé. Đấy, và tiếp theo đấy nữa là anh chị em cần phải đăng ký cho mình cái chương trình hỗ trợ vận chuyển lên. Bản chất bây giờ khách hàng càng được hỗ trợ vận chuyển nhiều và đặc biệt là được miễn phí ship thì tỷ lệ mà khách hàng mua hàng của mình nó càng cao, đúng nhỉ? Và ở trên cái thằng tiếp shop ấy thì bắt buộc anh chị em phải đăng ký chương trình hỗ trợ vận chuyển này lên anh chị em nhé. Đấy, và chú ý cho mình thêm một điều nữa là khi mà anh chị em chọn sản phẩm ấy, để cho cái việc là anh chị em đăng ký chương trình hỗ trợ vận chuyển tốt nhất thì anh chị em nên chọn những sản phẩm nào mà nó nhỏ, nhẹ và nó tránh những trường hợp là những sản phẩm nó dễ vỡ, để đi tay khách hàng nó vỡ mất rồi thì anh chị em lại mất công nó hoàn hàng về, được chưa nhỉ? Đấy, tiếp theo nữa đấy là sản phẩm của anh chị em nên là những sản phẩm nó dễ sử dụng thôi. Đến tay khách hàng phát là người ta có thể dùng được ngay, và quan trọng là dễ sử dụng ở đây là nó hướng đến tay mà gì ạ? Tay khách hàng, người ta cầm về phát người ta sử dụng được ngay anh chị em nhé. Lấy về phát là người ta sử dụng ngay, tránh trường hợp là mua về một người xong bắt đầu lại cho một cái người khác sử dụng, đúng nhỉ? Đấy, rồi ok chưa? Tiếp theo đấy nữa là gì ạ? Là sản phẩm của mình nó phải làm sao? Nó phải chứng minh được cơ. Yếu tố quan trọng khi mà anh chị em đưa sản phẩm lên ấy, mình phải chứng minh được những công dụng, chứng minh được những cái tính năng của sản phẩm, là mình có nghĩa là mình phải test được sản phẩm ấy. Thì những cái video nào liên quan việc là gì? Đây này, ở trên này mình có nói này, những video nào liên quan hướng dẫn này,
trải nghiệm, chứng minh hay test sản phẩm thì khách hàng sẽ thấy được cái sự trực quan khi mà thấy sản phẩm của mình thì họ cũng sẽ ra quyết định mua hàng hơn đấy chị em nhé. Như trước kia mình cũng có một cái bạn học viên có thể là lấy một cái sản phẩm liên quan đến cái đèn bắt muỗi. Cái đèn bắt muỗi thì mình nói thật anh chị em là nó rất là khó để chứng minh là làm sao để cho cái đèn đấy nó đuổi được muỗi, làm sao đèn đuổi muỗi đúng nhỉ. Đấy thì mình không thể bắt được mấy muỗi, mình đưa nó dí nó vào đấy để cho nó chạy ra được, nên rất là khó để làm sao chứng minh được cái công dụng của sản phẩm. Anh chị em chú ý cho mình nhé. Đấy, sản phẩm phải chứng minh được công dụng này. Và khi mà anh chị em làm tốt cái thằng về bên nội dung và làm tốt cái khâu liên quan sản phẩm rồi, lúc đấy anh chị em mới đi vào trong thằng quảng cáo. Nhưng mà khi mà chạy quảng cáo ấy, thì thông thường lúc mà anh chị em chạy quảng cáo thì ở trên cái nền tảng với TikTok chạy khoảng độ tầm một vài ngày đầu nó chưa tối ưu ngay đâu, mà ít nhất anh chị em phải chạy cho mình là khoảng độ tầm là 3 đến 7 ngày, sau đấy bắt đầu mình đọc lại các thông số để mình tối ưu. Và anh chị em nên chọn cho mình những cái ngày nào mà khách hàng mà dễ mua hàng, ví dụ như là gì, những ngày cuối tuần, và đặc biệt là những ngày ví dụ như là cuối tháng này, hay là ngày từ mùng 10 đến 15 là chu kỳ mà khách hàng hầu hết bên mọi người ngoài kia, đấy là người ta nhận lương thì cái tỷ lệ mà người ta quay vào mua hàng của mình sẽ cao hơn anh chị em nha. Đấy là cái khi mà anh chị em chạy quảng cáo. Còn tiếp theo thì mình sẽ có thể là mình sẽ ra cho anh chị em những video hướng dẫn để chạy quảng cáo, tôi quảng cáo, thì mình sẽ hẹn gặp anh chị em ở video sau nha. Nhớ là bấm follow kênh để theo dõi những video hữu ích của mình về quảng cáo nha.